Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, hôm qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã bất ngờ đến thăm Ukraine và thông báo Tokyo cam kết đóng góp 37 triệu đô la Mỹ cho quỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để bổ sung hỗ trợ quốc phòng cho quốc gia Đông Âu này. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Ukraine của bà Kamikawa kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng 9 năm ngoái. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết nước này sẽ bàn giao một hệ thống phát hiện máy bay không người lái và các hàng hóa hỗ trợ khác thông qua quỹ mới. Tokyo cũng sẽ cung cấp cho Kiev 5 máy phát điện, tuabin khí lưu động để góp phần giúp người dân nước này sưởi ấm trong mùa đông khắc nghiệt. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị tổ chức hội nghị tại Tokyo vào ngày 19 tháng 2 nhằm thảo luận về việc tái thiết Ukraine. Ngày 8 tháng 1, phát ngôn viên của Ủy ban bầu cử bang Ladet cho biết đương kim Thủ tướng Sheikh Hasina sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 sau khi đảng liên đoàn Awami, gọi tắt là AL, của bà giành được hơn 50% số ghế trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày hôm qua. Theo kết quả sơ bộ được truyền thông sở tại đưa tin, trong số 264 ghế được công bố trong tổng số 299 ghế được bầu trực tiếp lần này, đảng AL giành được 216 ghế và đồng minh của AL là đảng Jatiya giành được 9 ghế. Trước đó, một ghế đã bị hủy sau khi một ứng cử viên độc lập qua đời. Như vậy, đương kim Thủ tướng Hasina, năm nay 76 tuổi, sẽ tiếp tục nắm giữ chính quyền thêm một nhiệm kỳ. Theo luật bầu cử của quốc gia Nam Á này, cơ quan lập pháp quốc gia bao gồm 350 nghị sĩ, trong đó 300 ghế được bầu trực tiếp trong cuộc bầu cử lần này, còn 50 ghế còn lại dành riêng cho nữ giới sẽ được bầu sau. Thưa quý vị, Israel sẽ kiên trì theo đuổi cuộc chiến chống lại lực lượng Hamas ở giải Gaza cho đến khi hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra. Tuyên bố trên được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trong cuộc họp nội các ngày 7 tháng 1. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Netanyahu khẳng định chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza sẽ không kết thúc cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra, đó là xóa sổ Hamas, giải cứu tất cả các con tin và đảm bảo vấn đề Gaza không còn là mối đe dọa với an ninh của Israel. Cũng trong cuộc họp này, Thủ tướng Israel cảnh báo lực lượng Hezbollah cần rút ra bài học từ Hamas sau khi lãnh đạo lực lượng này tuyên bố sẽ có hành động trả đũa vụ một thủ lĩnh của Hamas bị sát hại tại Liban. Trong nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng tại Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 7 tháng 1 đã tới Qatar và hội kiến quốc vương nước chủ nhà. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Blinken sau đó sẽ lần lượt có các cuộc gặp với Thủ tướng và Ngoại trưởng Qatar để thảo luận về cuộc xung đột Israel-Hamas. Mới đây, Qatar đã đề xuất một thỏa thuận mới nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza và thành lập một chính phủ đoàn kết của người Palestine không liên quan trực tiếp đến Hamas. Qatar hiện đang đóng vai trò tích cực trong việc làm dịu căng thẳng, cũng như ngăn ngừa xung đột leo thang ở khu vực. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 1, truyền thông Slovenia đưa tin có 5 người bị mắc kẹt trong hang Krishna ở Tây Nam nước này sau khi mưa lớn làm nước dâng cao cản trở nỗ lực của các nhân viên cứu hộ nhằm đưa nhóm người này ra ngoài an toàn. Nhóm người mắc kẹt trong hang Krishna gồm một gia đình 3 người và 2 hướng dẫn viên du lịch được cho là đã tìm được một chỗ trú ẩn an toàn. Hệ thống hang dài khoảng 8 km và cách duy nhất để khám phá là di chuyển bằng thuyền. Tối ngày 6 tháng 1 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ đã tìm cách tiếp cận, cung cấp thức ăn, nước uống và một lều giữ ấm cho nhóm người này. Tuy nhiên, do vị trí nhóm bị mắc kẹt cách cửa hang hơn 2 km nên cần huy động một đội thợ lặn khác tới hỗ trợ. Dự kiến cần 3 đến 4 tiếng lặn mới đến được chỗ những người mắc kẹt. Nền kinh tế Italy đã kết thúc năm 2023 với nhiều dấu hiệu tích cực. Các dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy lạm phát ở nước này tiếp tục giảm, trong khi niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp tăng lên. Nền kinh tế Italy được dự báo có thể đạt tăng trưởng 0,7% trong năm nay. Các dữ liệu mới nhất của cơ quan thống kê quốc gia Italy ISTAT cho thấy trong tháng cuối cùng của năm 2023, giá cả hàng hóa chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả năm, mức giá trung bình cao hơn 5,7% so với năm 2022. Giá năng lượng điều chỉnh ít hơn, tăng trung bình 5,1% so với năm ngoái. Những biện pháp chống lạm phát của chính phủ Italy rõ ràng đã phát huy hiệu quả khi chỉ số này đã giảm mạnh từ gần 6% trong tháng 7 xuống còn 0,6% trong tháng 12.
Trong quý chống lạm phát 3 tháng cuối năm, giá cả hầu hết các nhu yếu phẩm cơ bản đều giảm, khiến niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp tăng lên. Chính phủ Italy cho biết sẽ tiếp tục gia hạn các biện pháp chống lạm phát trong năm 2024. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.